Hứa Khải gầy đến mức gây sự chú ý của nhiều fan. Người qua đường đã lén chụp ảnh ngoại hình của anh. Hứa Khải dạo gần đây sụt cân quá nhiều. Toàn bộ làng giải trí đều được bàn tán sôi nổi. Người hâm mộ trên mạng tỏ ra lo lắng. Thậm chí có người còn kêu gọi mọi người trên Weibo gửi cho anh một ít đồ ăn. Yêu cầu anh ăn nhiều hơn và chăm sóc sức khỏe thật tốt. Việc giảm cân này khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa. Đồng thời nó cũng khiến khán giả phải suy nghĩ liệu việc giảm cân này có thực sự cần thiết. Ngày 24 tháng 9, một fan hâm mộ đã đăng tải bộ ảnh khoe hình ảnh mới nhất của Hứa Khải. Anh từng để tóc từ trung bình đến dài nhưng hiện tại anh đã thay đổi kiểu tóc và cắt thành tóc ngắn, khoe vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn. Kiểu tóc ngắn khiến anh trở nên nắng, đẹp trai và khí chất hơn. Ngày hôm đó, anh mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, quần dài và mang giày crop khiến anh trông giản dị và thoải mái. Những bước đi của ngài nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống và sức sống. Điều đặc biệt đáng nói là Su Kai gần đây đã giảm cân trở lại và nổi gân xanh trên cánh tay. Điều này khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, thể hiện tính tự giác trong cuộc sống hàng ngày. Điều này cho thấy anh chưa bao giờ ngừng tập thể dục. Kết quả giảm cân của Hứa Khải rất đáng chú ý và toàn bộ con người của anh ấy trông hoàn toàn mới. Anh ấy cắt tóc siêu ngắn và trông như vừa hoàn thành thử thách sinh tồn. Đôi mắt sáng của anh dường như còn to hơn nữa, gần như bật ra khỏi hốc mắt. Sự thay đổi quá lớn khiến người hâm mộ lo lắng, vội vàng để lại tin nhắn trên mạng vì sợ anh sẽ lơ là sức khỏe vì vai diễn. Người hâm mộ Hứa Khải luôn ủng hộ anh rất nhiều nhưng lần giảm cân lần này khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Khu vực bình luận trên Weibo sôi động như nồi nước sôi, với những giọng nói từ đẹp trai đến phát nổ, cho đến sao thế em yêu, thậm chí còn hét lên, ăn thêm đi. Một số người hâm mộ đã tích cực khởi xướng hoạt động gửi đồ ăn cho Hứa Khải trên mạng với hy vọng anh có thể ăn nhiều hơn. Nhìn vào tình huống này, người hâm mộ thực sự quan tâm đến Hứa Khải và khá lo lắng về việc anh sụt cân. Trong nhóm fan của Hứa Khải không chỉ có những fan girl siêu nhiệt huyết mà còn có những nhà phê bình phim siêu điềm tĩnh, có kỹ năng viết tốt. Họ thích đăng những bài viết dài trên Weibo, đoán xem anh sẽ đóng vai gì tiếp theo và luôn nghiên cứu xem tại sao anh lại gầy như vậy. Fandom của Hứa Khải thực sự rất thú vị với những người hâm mộ cuồng nhiệt và những nhà phê bình phim ổn định. Nghe nói Hứa Khải giảm cân, làng giải trí bùng nổ. Mọi người đang tranh cãi liệu chúng ta có quá cuồng nhiệt với Paperman mà bỏ bê sức khỏe cũng như ngoại hình của nam diễn viên hay không. Hứa Khải, người từng rất nắng và đẹp trai, giờ đây tôi thấy rất hợp với vóc dáng hiện tại. Những gì chúng tôi, khán giả, yêu thích là thiên nhiên chứ không phải những người mẫu chỉ biết tạo dáng. Gần đây mọi người đều bị ám ảnh bởi những nhân vật anime đó, không chỉ Hứa Khải mà cả tình hình hiện tại của toàn bộ làng giải trí chúng ta. Nhiều người bắt đầu nghĩ tới những người đàn ông phong cách nam tính ngày xưa. Miếng thịt tươi nhỏ lúc này trông như một bông hoa nhưng lại có cảm giác như thiếu thứ gì đó. Có lẽ chính vì sự nam tính đó mà sao nam ngày nay quá nghệ thuật. Xu hướng thẩm mỹ này đã thay đổi và mọi người bắt đầu thảo luận thẩm mỹ này trông như thế nào. Việc giảm cân của Hứa Khải gần đây dữ dội như vậy liệu có liên quan đến bộ phim mới không? Nhưng có cần thiết phải giảm đến mức đó không? Tất cả chúng ta đều thích thấy Hứa Khải tràn đầy năng lượng chứ không phải kiểu nhân vật gầy gò như tờ giấy. Điều chúng ta hy vọng được thấy là một Hứa Khải năng động và rạng rỡ chứ không phải kiểu người giấy vững vàng. Khi nói đến hình dáng của Hứa Khải, nó thực sự là vô song. Cô ấy trông mảnh mai khi mặc quần áo nhưng lại đầy cơ bắp khi cởi bỏ. Đây là một ví dụ hoàn hảo về một thân hình hoàn hảo. Hãy nhìn bức ảnh tĩnh này, Hứa Khải đang mặc bộ đồ chữa cháy và dáng người của anh ấy thật hấp dẫn. Một số cư dân mạng than thở, Hứa Khải, bạn đã làm được điều này như thế nào? Hãy dạy tôi đi ha ha, có vẻ như cư dân mạng này cũng muốn có được vóc dáng đẹp như anh ấy. Thành thật mà nói, vóc dáng của Hứa Khải thực sự đáng ghen tị. Dù Hứa Khải có thân hình nổi bật nhưng người hâm mộ lại quan tâm đến sức khỏe của anh hơn. Một số cư dân mạng để lại lời nhắn, Hứa Khải, tuy anh rất gầy và đẹp trai nhưng anh phải chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng quá coi trọng sức khỏe của mình vì quay phim. Đây là những người hâm mộ thực sự yêu mến anh ấy và luôn quan tâm đến anh ấy, tình trạng thể chất của anh ấy. Nhưng mà nói đến, có phải Từ Khải gầy như vậy là do đóng phim vất vả không? Mọi người không khỏi thắc mắc, liệu phương pháp giảm cân của Hứa Khải có khó hiểu không? Là một diễn viên đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ, nhưng ranh giới đỏ về sức khỏe có dễ dàng bị hy sinh đến thế không? Điều này khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Sukai hiện tại đã giảm cân rất nhiều, mọi người đang thắc mắc về tương lai anh ấy sẽ thay đổi như thế nào. Liệu anh sẽ trở lại với Hứa Khải cao ráo đầy nắng hay tiếp tục gầy gò như vậy? Người hâm mộ đang mong chờ anh lấy lại sức sống, khán giả cũng muốn được ngắm nhìn Hứa Khải với đôi mắt sáng ngời. Tương lai của Hứa Khải như thế nào? Thật sự rất hấp dẫn. Xu hướng giảm cân của Hứa Khải cũng khiến nhiều người tò mò anh sẽ trở thành người như thế nào. Trong tương lai, Hứa Khải phải nghiến răng kiên trì giảm cân. Chúng ta trong làng giải trí cũng phải suy nghĩ về điều này. Ngay khi sự việc xảy ra, mọi người bàn tán xôn xao, có người đặt câu hỏi liệu chúng tôi có quá ám ảnh với hình tượng người giấy mà quên mất sức khỏe cứng như hình ảnh của nam diễn viên hay không? Xu hướng giảm cân này sẽ có tác động gì tới làng giải trí? Kỳ tích giảm cân lần này của Hứa Khải không chỉ gây khó khăn cho anh mà còn gây rất nhiều áp lực cho người hâm mộ. Trận chiến giảm cân này sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy thế nào? Lần này Hứa Khải đã giảm cân, nhiều người bắt đầu lẩm bẩm, có phải chúng ta đang làm việc quá sức với tư cách là những diễn viên đang cố gắng quá sức cho vai diễn của mình không?